và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc buổi lễ chúng ta diễn ra thành công, tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vi Văn Lưu, Bí thư chi bộ lên khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, hôm nay thôn Hồng Thành tổ chức lễ hội mừng lúa mới năm 2023. Rất vinh dự có các đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện về dự. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu cấp tỉnh cũng có một ông Cao Văn Xích, giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh và các đồng chí cùng đi trong đoàn. Hai, ông Đào Quang Vinh, phó chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An và các đồng chí cùng đi trong đoàn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt. Về cấp huyện, có đồng chí Bùi Thị Phương, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí cùng đi trong đoàn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Các phóng viên báo đài truyền thanh truyền hình và các đưa tin. Về cấp xã, có ông Đào Anh Tân, phó chủ tịch, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và các đồng chí ban chấp hành đảng bộ xã, các ban ngành cấp xã, đông đảo bà con nhân dân có mặt trong lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, theo quan niệm của người Thái văn vùng, có hà là đấng cai quản đất trời, loài người và vạn vật, để có một mùa vụ bội thu thì sự phù hộ của có hà của trời đất tổ tiên là rất quan trọng. Vì vậy, sau khi thu hoạch lúa, các gia đình đều chọn ngày tốt làm lễ cúng cấp mới với ý nguyện bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên trời đất. Lễ mừng lúa mới có ý nghĩa nhằm tôn vinh hạt thóc của trời đất ban cho bản mường, đồng thời cúng tế các vị thần linh như cúng trời đất, các thần sông, thần suối, thần núi, thần mưa, thần sấm, thần mùa màng, cúng hồn lúa và tổ tiên để cầu cho mưa thuần gió hòa, giúp năm sau lại có những mùa vụ tươi tốt, cầu mong sức khỏe cho mọi người, tạ ơn công ơn sinh thành của cha mẹ, mừng mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để anh em trong gia đình, dòng họ, làng xóm hội ngộ, chung vui, chia sẻ với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết, thôn bàn hướng về một cuộc sống đủ đầy, ấm no. Hội mùa không chỉ có nghi thức cúng lễ mà còn là sự giao hòa giữa con người với con người, giữa con người với cảnh thiên nhiên và cảnh vật. Lễ mừng lúa mới của người Thái văn vùng vừa phản ánh tín ngưỡng tâm linh, vừa mang tính nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc và thể hiện được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào Thái văn vùng. Thời gian qua, lễ hội mừng lúa mới chỉ tổ chức quy mô hộ gia đình trong họ. Năm nay được sự nhất trí của các cấp ủy đảng, chính quyền bàn mừng tổ chức lễ hội mừng lúa mới tập trung tại miếu bàn mừng. Và cùng nhân dịp này, tôi muốn
bản làng chúng ta hãy cùng chung tay lưu giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp này để truyền lại cho con cháu đời sau. Với ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội, một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể bà con sức khỏe, hạnh phúc, ấm no và mùa vụ bội thu. Xin chân thành cảm ơn. Làm chương trình xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân, một vụ mùa bội thu trong niềm hân hoan của bà con nhân dân sau những tháng ngày lao động vất vả, cũng lúc này là để anh em trong gia đình, dòng họ, làng xóm hội ngộ, chung vui, sẻ chia với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết thôn bản, hướng về một cuộc sống ấm no đầy đủ. Và để cầu mong những điều tốt đẹp đó thì âm vang của tiếng cồng chiêng và nhịp chày khắc luống là không thể thiếu trong mỗi ngày hội về. Và để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, chúng ta sẽ đến với tiết mục múa Đi Xúc Đi Xón do chi hội người cao tuổi thôn Hùng Thành thể hiện. Xin quý vị đại biểu và bà con nhân dân dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục này.
Vâng, xin được chân thành cảm ơn tiết mục múa đầu tiên trở về từ các diễn viên của câu lạc bộ dân ca, dân nhạc, dân vũ Bản Mộng với bài múa Đi Xúc Đi Xón. Và kính thưa quý vị, qua điều múa vừa rồi thì chúng ta có thể cảm nhận rằng được phong tục truyền thống lâu đời của đồng bào Thái, đặc biệt là phương thức mưu sinh kiếm sống bằng con tép, con cá, con tôm để trở về cải thiện cho bữa ăn hàng ngày của mình. Và đến thời điểm này thì người dân Bản Mộng cũng đã và đang phát huy được bản sắc văn hóa lâu đời đó. Kính thưa quý vị thân mến, và để liên tục chương trình giao lưu nghệ thuật trong buổi sáng hôm nay, xin được kính mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để cùng cảm nhận và đón xem với tiết mục múa Tinh Là Đón Xuân trở về từ các diễn viên của câu lạc bộ dân ca, dân nhạc, dân vũ Bản Mộng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Mày đang đi gọi mày lăng bồng à, nhìn bên này nó rất là bị đông lỏng. Ừ, nào, ơi.